theo nhá. Tiếp theo là cái phần độ bô nhá. Độ bô cho xe này. Các bạn thấy quả bô này khoanh tá tràng không? Nhìn xa này tưởng chở hàng hay là cái khẩu đại bác thì anh em phải chơi đọc như vậy. Đây là anh em đang ướm và hình dung nên đặt nó ở chỗ nào đây. Mày bô to như này theo điếc tai người đi đường. Nửa đường rồi nào.
ngẫm. Hay lắm các bạn ạ.